Hello mọi người, thì ngày cái video này lên sóng cũng là ngày mà các bạn đang có một cái kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Thì mình chúc cho các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé. Và cái sản phẩm ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn là một mã màn hình ultra wide. Và đặc biệt là nó có kích thước tận 34 inch. Và mình bật mí là chiếc màn hình này có rất nhiều thứ để các bạn có thể dùng để giải trí. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Thì đây là chiếc màn hình của ViewSonic với số hiệu là VX3418. Và ấn tượng đầu tiên khi các bạn nhìn thấy chiếc màn hình này là em nó to vãi các bạn ạ. Và tuy là có kích thước rất to, nhưng phần viền của chiếc màn hình này thì lại rất mỏng. Và đặc biệt là với độ cong 1500R, nó sẽ tạo cho các bạn cảm giác khi mà ngồi ở trung tâm thì các bạn sẽ có một cái góc nhìn rất là rộng. Và đặc biệt là với kích thước lên đến 34 inch thì nó lại càng trở nên to hơn nữa. Mặt sau được thiết kế với những tầng lớp góc cạnh làm điểm nhấn, tạo nên một tổng thể vừa mạnh mẽ vừa hầm hố cho chiếc màn hình này. Nhưng mà nếu được nhấn nhá một vài dãy đèn LED thì mình nghĩ là nó sẽ đem lại một cái tổng thể ấn tượng hơn nữa. Về phần chân đế thì với một cái chiếc màn hình to như thế này, bắt buộc phần chân đế phải chất lượng và phải đủ cứng cáp để có thể nâng đỡ được. Thì đây là một cái chiếc chân đế có kích thước cũng rất to và cũng rất linh hoạt. Các bạn hoàn toàn có thể xoay trái xoay phải nhờ một trục xoay kim loại, nâng lên hạ xuống, lật lên lật xuống thì chiếc chân đế này vẫn dễ dàng đáp ứng được. Ngoài ra thì hãng vẫn hỗ trợ cho chúng ta tiêu chuẩn ngàm VESA 100x100. Nhưng để chọn một chiếc am cho chiếc màn hình này thì các bạn hãy chọn một chiếc am thật chất lượng nhé. Và vẫn còn đó một cái điểm trừ là tuy phần trục là kim loại nhưng phần chân đế được làm bằng nhựa nên nó chưa đem lại cái cảm giác chắc chắn và cứng cáp như mình mong đợi. Và do phải gắn một cái chiếc màn có kích thước khá là to nên nó sẽ có sự rung lắc nhẹ khi mà các bạn tác động vào mặt bàn. Về phần cụm phím chức năng thì phần cụm phím này nó sẽ được đặt ở phía sau bên phải của chiếc màn hình. Và đây là một cái cụm phím bấm vật lý khá cơ bản và cũng không có gì là đặc sắc lắm. Và tuy là có giao diện rất là trực quan và dễ điều chỉnh, nhưng nếu ViewSonic họ có thể trang bị cụm phím bấm này thành joystick thì trải nghiệm nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Về phần cổng kết nối thì chiếc màn hình này hướng đến đối tượng người dùng giải trí nên ViewSonic họ cũng cung cấp cho chúng ta là tương đối đầy đủ với hai cổng HDMI, hai cổng DisplayPort và một cổng kết nối âm thanh 3.5mm. Về thông số kỹ thuật thì chiếc màn hình này có kích thước là 34 inch, độ phân giải là 2K ultra wide với tỷ lệ là 21:9 và tấm nền sử dụng trên chiếc màn hình này là tấm nền VA và nó sẽ có tần số quét là 144Hz, tốc độ phản hồi là 1ms, cùng với đó là độ sáng 300 nit. Và về đặc tính của tấm nền VA được sử dụng trên chiếc màn hình này thì nó sẽ có độ tương phản rất cao. Độ sáng của vùng tối nhất và vùng sáng nhất trên chiếc màn hình này sẽ được điều chỉnh một cách thích hợp để thể hiện được hình ảnh rõ ràng và sắc nét. Còn về nhược điểm của tấm nền VA thì nó sẽ có tuổi thọ không bền như những tấm nền khác, nhưng mà nó vẫn rất bền. Và tuy là VA có độ tương phản tốt hơn, nhưng về màu sắc và góc nhìn thì nó lại không tốt bằng IPS khi các bạn nhìn ở một cái góc nghiêng. Thì chiếc màn hình này có tần số quét là 144Hz và tốc độ phản hồi là 1ms. Thì với những thông số này vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được những nhu cầu giải trí của phần lớn mọi người. Đặc biệt là với những bạn không quá try hard những tựa game FPS thì thông số trên là hoàn toàn đủ. Và về trải nghiệm sử dụng thực tế thì điểm mình ưng ý nhất đó chính là không gian hiển thị và góc nhìn của chiếc màn hình này. Với kích thước lên đến 34 inch thì VX3418 có thể hiển thị nhiều nội dung hơn và mình có thể thoải mái vừa làm việc, thao tác đa nhiệm với nhiều cửa sổ màn hình cùng một lúc. Độ cong 1500R cũng là một độ cong vừa phải, phù hợp và tối ưu cho những trải nghiệm chơi game của mình với những cái tựa game MOBA hoặc là game đua xe. Và đặc biệt là sẽ phù hợp cho những nhu cầu giải trí ngoài PC như là cái hệ máy console là PS5 hoặc là Xbox thì cũng rất là tuyệt vời. Và mình cũng cực kỳ ngạc nhiên về chiếc loa được tích hợp trên chiếc màn hình này. Thường là với những loa của những chiếc màn hình khác thì chủ yếu là loa chống điếc. Nhưng mà với VX3418 thì nó được tích hợp sẵn hai loa kép 5W cho ra âm thanh rất to và rõ ràng. Mình sẽ cho các bạn nghe thử một đoạn âm thanh của nó nhé. Oh.
Tổng quan lại vào cái thời điểm chiếc màn hình này ra mắt vào năm 2021 thì nó đã nhận được rất nhiều sự thu hút từ mọi người. Nhưng vào cái thời điểm đó thì nó có một cái mức giá khá là cao. Và hiện tại thì nó đã có một cái mức giá hợp lý hơn rất nhiều khi nó dao động khoảng tầm là 8 triệu 6. Thì nếu như mà các bạn đang tìm kiếm một cái chiếc màn hình lớn và đáp ứng được về những cái nhu cầu như là hình ảnh và âm thanh cho giải trí thì mình nghĩ rằng đây là một cái chiếc màn hình rất phù hợp cho các bạn. Và chiếc màn hình này hiện tại đã được bán tại MyGear và mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ nếu như mà các bạn thích video này thì hãy ủng hộ tụi mình bằng một subscribe, một like và một comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bye bye.